Sẽ thi đấu thứ ba, chúng ta thi đấu 11 điểm, 6 đội cỡ sân. Đội có tên của dân cà Phan Long Quốc, tên của Chi chuẩn bị. Điểm 1-0, pha chân lưới, pha chân bóng không thành công của Quốc Trưởng. Và đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, mở điểm 1-0. Và bỏ bóng tốt của tem Củ Chi, mở và điểm 2-1. Sạc bóng ra ngoài, đổi và điểm cho team của dân trà 2-2. Và chân bóng tốt đến từ Quốc Trưởng, điểm 3-2 cho team của dân trà. Mời tên của anh Viên và Dầu cũng như tên của anh Thất Cảnh Bàn, chúng ta khởi động ngoài sân để chuẩn bị trận đấu tiếp theo. Và đội bóng tốt của tên Củ Chi, đội điểm 3-0. Đập bóng lên tay trắng nhưng rất tiếc là ra ngoài. Điểm 4-3. Đập bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 4-0. Chẳng bóng tốt, điểm 5-4 cho team của dân trà. Tiếp tục là pha bóng cho bóng tốt của team dân trà, điểm 6-4, mời hai đội đổi sân. Điểm 6-4. Tiếp tục là pha cá bóng tốt của dân trà, điểm 7-4. Pha đập bóng ra ngoài của Quốc Trưởng, đổi và đẹp 5-7.
bóng không thay đổi chiều màu không thành công của tên của Văn Trà. Điểm 6-7. Tên của Văn Trà xin hội ý 30 giây trong trận đấu cuối bàn này. Đã chờ hội ý mời hai đội của Văn Sơn chuẩn bị thi đấu tiếp tục. Điểm 6-7. Xà bóng quay qua lưới, đỡ điểm cho tên của Văn Trà. 8-6. Tấn công tay chạm lưới. Điểm 9-6 cho tên của Văn Trà. Và đặt cái đề nghị rất là đẹp của tên Củ Chi. 7 giờ đẹp. 7, 9. Hai đi đâu máu ở chỗ dưới xe. Và đặt bóng 3 mét của Văn Trà. Điểm 10, 7. Điểm kết thúc trận đấu cho tên của Văn Trà. Và là bóng tốt của tên Vũ Chi. Điểm 8-10. Ai sẽ là người kết thúc cái cuối cùng này đây? Hai trận bóng bộ binh dẫn con Văn Trà. Bóng tốt kết thúc trận đấu, tên Văn Trà và chiến thắng với tỷ số 2-1 và cuối giờ trận bán kết. Trận tứ kết cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay là tên của anh Thích Trọng Bàn sẽ gặp tên của anh Miên của Hồ Dầu.